Chưa bao giờ trân quý đồ ăn như bây giờ mọi người ạ. Đợi 20 phút mới có đồ. Vẫn đang loay hoay trong công cuộc tìm bàn mọi người ạ. Rất cố gắng mới tìm được bàn. Ở đây nó ghi là nhất định phải thử cái bún cá chấm chả sụn này mình, nên mình sẽ gọi một bún cá chấm chả sụn. Đây là cái suất nhất định phải thử mà trong menu nó ghi thì nó sẽ có cái chả sụn này, có 3 miếng cá khá là to, bún rất nhiều với là canh, canh ăn cùng. Đi đâu mà có măng muối mình siêu mê luôn. Em ăn hơi chua nhỉ? Ăn cái gì trước nhỉ? Mình sẽ cho bún vào đây một ít này. Nó dùng ok đấy chứ. Nó không phải kiểu chua ngọt mà nó là kiểu thanh thanh, ở nhẹ nhẹ của cái vị rau cải ấy. Giòn không? Giòn không? Chưa chắc là giòn đâu. Cá dày thịt cực. Mà cái nước chấm này cũng ok. Kiểu ngọt ngọt, ngon cục. Thế này là cái chả sụn, chả cá sụn nhá. Hơi bên trong nó hơi có cái giòn giòn, nó sụn, sụn gì nhỉ? Không biết nữa. Nhưng mà ăn nó cũng giống chả thường thôi, nó khác là nó giòn giòn bên trong. Ôi ơi, hôm nay em đến đúng cái giờ trưa thấy quán siêu đông luôn. Em đoán nhá, chắc phải khoảng 4 đến 500 bát một ngày đúng không? À không đến 4-500 đâu, mà là 700. Ở bên dưới quán nó có cái slogan là ăn ngon, ngồi đẹp, giá vỉa hè. Và mình thấy là cũng hợp lý hết chứ. Đồ ăn thì ok nhá, mà ngồi điều hòa mát rượi luôn. Còn về giá thì có thể sẽ nhỉnh hơn các quán khác một chút. Nhưng mà mình thấy là đồ ăn chất lượng như này thì chấp nhận được.